Thời gian gần đây, lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động, một số đối tượng đã giả danh là người của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hỗ trợ và cấp lại mật khẩu ứng dụng VSSID nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người lao động. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, vụ việc xảy ra gần đây của chị Đào Thị N là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam và quên mật khẩu VSSID. Chị đã lên Facebook nhờ cộng đồng mạng chỉ giúp và bị đối tượng có tài khoản Facebook tên Trần Lệ Giang tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu 900 nghìn đồng để được cấp lại mật khẩu VSSID. Ngành Bảo hiểm xã hội cảnh báo tới người dân việc cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử qua chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử. Hiện nay, tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai, người dân đều không phải trả phí. Do đó, bất kỳ trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ như trên đều là hành vi lừa đảo.